Con được ơn gì của Chúa, nói vắn gọn cho mọi người thôi. Con chào cha, con Nguyễn Thị, dạ, con Maria Nguyễn Thị Hạnh, ở giao phần Vĩnh Nghệ An. Dạ. Thưa cha, chồng con làm ở Vĩnh Đức á, xong bị cơn đau á, cho nên là gọi điện về nhờ là ở nhà cầu nguyện, con cầu đi cầu nguyện xin lòng thương xót của Chúa. Sau 2 tháng thì chồng con này là đã được ơn rồi, bận đi đi, con vô tả ơn cha và cộng đoàn, cầu nguyện cho giúp cho chồng con quá. À vâng, thế đây là một người chồng ở bên Đức, đang làm việc ở bên Đức ở nước ngoài và bị bệnh, và cô ấy đã nhắn tin và đến đây cầu nguyện, và chồng cô đã được ơn. Hôm nay cô đến đây để tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho chồng của mình đã được ơn chữa lành. Cha gửi cho chồng con gửi sang bên Đức cho chồng con cái máy 300 đầy dạng lòng Chúa thương xót, và gửi sang bên Đức cho chồng con nha, cái mảnh lòng Chúa thương xót. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu, gửi sang Đức hết, và móc khóa và trang chuối đầy gửi hết sang bên Đức để chồng con đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho những người khác nha. Hallelujah. Con chào, con chào cha và cộng đoàn.